Hello, xin chào tất cả bạn nha. Mình là Nghiệm bên Tinh Dầu Thiên Quê Sơn. Thì trong video clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng nhập vào trang quản trị website do cái SEO nó bị lỗi nha bạn. Như cái tình trạng website của mình bây giờ này, chút xíu mình đăng nhập vô cho bạn coi nha. Đó. Mình không thể nào mình bấm được xuống dưới cái phần mật khẩu như bạn. Mình không thể bấm xuống được cái phần mật khẩu này nha, là tự động này che ra nè. Mình vừa bấm xuống enter xuống cái nó che ra nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn đăng nhập vô đây nha. Thì bây giờ là mấy bạn thí dụ như bạn như vô cái website của bạn tạo mua miền gói lưu trữ được của GoDaddy thì mấy bạn đăng nhập vô trang quản trị. Rồi xong mấy bạn vô nè. Sản phẩm của tôi nè. Đó. Ở đây nè bạn. Cái gói lưu trữ website nè. Bạn bấm vô quản lý nha. Nè bạn. Các bạn thấy không? Lỗi hồi nãy là do mình cái bảo mật của cPanel này nó bị sự cố rồi bạn. Go đi nó đang tắt. Rồi thì bây giờ mấy bạn vô đây. Các bạn thấy không? Ở đây nè. Bạn quản trị bạn nhấp vô được nè. Vô sản phẩm của tôi. Đó, ở đây nè, có mấy dịch vụ sản phẩm của mình nè, tên miền nè. Rồi gói lịch chủ lưu trữ nè. Đó. Xong rồi bây giờ mấy bạn nhấp vô quản trị. Là tự động GoDaddy nó chuyển hướng về cho mình đăng nhập vô trang quản trị website nha bạn. Cái này là mình sẽ tạm thời thôi nha. Khi nào sự cố nó khắc phục được thì nó sẽ mình sẽ chỉ gặp lại bình thường nha. Đó. Đi trang vô mình đăng nhập như cái kia bạn. Rồi vậy là video tới đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video nha và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha.